Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 4. Các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 4 này. Ví dụ 4. Một vật có trọng lượng P bằng 30 Newton. Một vật có trọng lượng P bằng 30 Newton được treo vào một sợi dây như hình vẽ. Được treo vào một sợi dây như hình vẽ. Đây, hình vẽ chúng ta rất là to, đúng chưa? Biết dây OA nằm ngang, biết dây OA nằm ngang. Hợp với dây OB, một góc là 120 độ. Một góc là 120 độ. Và câu hỏi của đề bài là xác định lực căng ở mỗi dây, xác định lực căng ở mỗi dây. Ở mỗi dây. Xác định lực căng ở mỗi dây. Các bạn lưu ý tất cả những cái bài tập liên quan tới phần tổng hợp lực này thì bạn phải vẽ hình ra, bạn lưu ý phải vẽ hình ra, phải vẽ lực ra thì bạn mới nhìn ra vấn đề. Được chưa? Chứ bạn không thể nào ngồi nhìn đề bài ở đâu. Tất cả các bài này bạn phải vẽ xem có bao nhiêu lực tác dụng lên vật và bạn phải vẽ hết tất cả các lực đó ra, sau đó bạn tiến hành tổng hợp lực đi. Được chưa? Đó, thì đó là cái đề bài của ví dụ 4. Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ này. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu vào ví dụ 4. Thì bước đầu tiên để có thể làm được ví dụ 4 thì bạn cần phải xác định xem có những lực nào tác dụng lên vật, được chưa? Đó là cái bước đầu tiên của tất cả các bài. Nào, tôi có này. Các lực tác dụng lên vật. Các lực tác dụng lên vật. Các lực tác dụng lên vật. Nào các bạn ơi, các bạn cùng liệt kê xem có những lực nào là lực tác dụng lên vật nhỉ? Là thứ nhất, vật này có khối lượng nên lực đầu tiên chắc chắn là trọng lực P, đúng không? Chắc chắn là trọng lực P. Và trọng lực P chúng ta vẽ ở tâm của vật và thẳng đứng xuống dưới. Đây là trọng lực P. Đó. Bạn nhớ nhá, đây là đang vẽ vào hình của đề bài nhá, còn khi đi thi là chúng ta không dùng hình này đâu, chúng ta dùng hình khác để cho các bạn. Bạn lưu ý đây chính là trọng lực P, trọng lực P. Trọng lực P chúng ta sẽ vẽ ở tâm của vật luôn. Được chưa? Đây, trọng lực P đây. Tiếp tục là bạn lưu ý này, cái vật của chúng ta đang được treo vào hai sợi dây OB và OA. Thì bây giờ chúng ta sẽ có hai lực căng dây, một lực căng dây là lực căng dây của dây OB, một là lực căng dây ở dây OA. Bạn hiểu vấn đề không? Vậy chúng ta có đầu tiên là trọng lực P, đầu tiên của chúng ta nó là trọng lực P. Được chưa? Thứ hai là lực căng dây trên sợi dây OB, ta hiệu là TOB. Được chưa? Và để cho nó gọn gàng, chúng ta ký hiệu thằng này là T1, T1, T1. Thì bạn lưu ý lực căng dây luôn có phương của sợi dây, được chưa các bạn? Bạn tập trung tí xíu lại đây. Thì bây giờ cái TOB chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Chúng ta sẽ vẽ như nào? Thì các bạn tập trung tí xíu này. Đây. Chúng ta sẽ vẽ như thế này. Đấy, gọi lưu ý là đây nó chính là TOB đúng không? Đây nó chính là TOB. Đó.
Lực căng dây TOB. Đây chính là thằng T1 để cho các bạn. Và chúng ta có một cái lực căng dây nữa là trên cái phương của dây OA, đó chính là TOA, TOA. Đây, chúng ta có cái nữa là TOA. Đó, chúng ta ký hiệu là lực căng dây T2 để cho các bạn. Thì lực căng dây TOA chúng ta sẽ vẽ nào? Nó sẽ nằm ở trên dây OA và có cái chiều hướng về điểm treo. Đây. Đó, thì đây chính là lực căng dây TOA và chúng ta đang ký hiệu nó là T2. Đó, T2. Các bạn lưu ý để có thể giải quyết thành công những bài toán như này thì bạn cần phải xác định chính xác xem có bao nhiêu lực tác dụng lên vật. Được chưa các bạn? Thì rõ ràng chúng ta có thấy là có 3 lực. Thứ nhất là trọng lực P, thứ hai là T1, thứ ba là T2. Được chưa bạn? Nhưng, nào hỏi các bạn này, chúng ta có sử dụng hình này không? Các bạn ơi, chúng ta có sử dụng hình này để chúng ta làm bài không? Chúng ta mà sử dụng hình này chúng ta làm nhá, là chúng ta sẽ rất bị rối vì hình này chúng ta không dùng để làm bài đâu. Được chưa? Chúng ta phải chuyển sang một hình khác để chúng ta làm. Các bạn nhớ rõ điều này vào. Được chưa? Nào, bước tiếp theo của chúng ta là phải làm một thao tác là đổi hình, chuyển hình. Được chưa? Bạn lưu ý nhá, đổi hình sang hình khác. Được chưa? Và bây giờ chúng ta chỉ vẽ vật như một chấm điểm thôi, được chưa? Vẽ vật càng nhỏ thì chúng ta vẽ lực càng đơn giản, càng đơn giản. Qua tập trung đi xíu này. Rồi, chúng ta sẽ dùng hình này chúng ta làm nhé. Đó, chúng ta chỉ vẽ vật đây luôn. Bạn nhìn này, chúng ta sẽ vẽ vật vào đây luôn. Không cần phải vẽ to gì, chúng ta vẽ vật bằng một chất điểm rất là nhỏ ở đây. Được chưa bạn? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tất cả các lực tác dụng vật. Được chưa? Thứ nhất là trọng lực P, trọng lực P. Thứ nhất là trọng lực P. Cho trọng lực P thì thẳng đứng xuống dưới này, trọng lực P chúng ta sẽ vẽ là thẳng đứng xuống dưới. Đây. Đó, đây là trọng lực P. Chờ bạn. Tiếp tục là lực căng dây, các lực căng dây bạn vẽ hết vào là ra ngay, được chưa? Vẽ hết vào. Đó, đây chính là thằng T2, T2. Được chưa các bạn? Còn thằng T1 chúng ta vẽ ở lên trên, check lên trên tí nó ra ngay. Đó, đây của chúng ta nó chính là thằng T1, T1. Được chưa? Nó vẽ hình cẩn thận vào là ra ngay. Cứ vẽ hình cẩn thận vào là nó sẽ ra ngay. Thế bây giờ rõ ràng bạn nhìn vật này nó đang đứng yên cân bằng đúng không? Bạn nhìn rất rõ là vật này nó đang đứng yên cân bằng dưới tác dụng của ba lực này. Vậy điều kiện cân bằng là gì các bạn còn nhớ không? Là các bạn có còn nhớ cái điều kiện cân bằng không? Các bạn ơi, điều kiện cân bằng của vật là gì các bạn ơi? Nào, điều kiện cân bằng của vật là gì? Bây giờ hợp lực của vật sẽ gồm có 3 lực. Hợp lực của vật sẽ gồm có 3 lực. Thứ nhất là trọng lực P. Thứ hai là lực căng dây T1. Thứ ba là lực căng dây T2. Và hợp lực của chúng sẽ bằng 0. Bằng 0. Bằng 0. Được chưa bạn? Vậy, bây đến đây chúng ta sẽ sử dụng hai cách. Chúng ta sẽ chữa hai cách. Được chưa? Cách đầu tiên. Cách 1. Cách 1 là chúng ta sẽ làm theo phương pháp tổng hợp lực cơ bản. Được chưa các bạn? Nào, các bạn lưu ý, các bạn nên biết cả hai cách vì sẽ có những bài cách 1 nhanh hơn, cách 2 nhanh hơn. Được chưa? Sau đó các bạn thấy cách nào chuẩn hơn thì các bạn sẽ làm theo cái đó thôi. Nào, theo các bạn, cách 1 thì trong 3 lực trọng lực P, lực căng dây T1, lực căng dây T2, chúng ta sẽ tổng hợp hai thằng nào trước? Các bạn ơi. Nào, các bạn ơi, theo các bạn, bây giờ nếu chúng ta sử dụng cách 1 thì trong 3 lực trọng lực P, lực căng dây T1, lực căng dây T2, chúng ta sẽ tổng hợp hai thằng nào trước? Các bạn ơi, các bạn thử phát biểu lên nào. Chúng ta sẽ tổng hợp hai thằng nào trước? Bật mạnh mẽ lên. Nào các bạn ơi, bật mạnh mẽ lên nào. Nào, hai thằng nào trước nhỉ? Hai thằng nào đang ở vị trí đặc biệt các bạn ơi? Có hai thằng đang vuông góc với nhau này các bạn ơi. Đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ phải tổng hợp thằng trọng lực P và thằng lực căng dây T2 trước vì chúng đang ở cái vị trí mà nó vuông góc với nhau. Các bạn rõ chưa?
Đó, nhớ nhé, nó đang ở vị trí vuông góc với nhau. Được chưa? Gọi lưu lưu này vào, được chưa? Ta sẽ gọi này, ta gọi. Rồi, gọi cái thằng F phẩy, để cho F phẩy chính là hợp lực của trọng lực P và lực căng dây T1. Và lực căng dây T1. Được chưa? Và lực căng dây T1. Đó, lưu ý vào. Và lực căng dây T1. Chưa? Và đến đây thì rõ ràng các bạn đã suy ra một điều như sau. Thì rõ ràng bạn suy ra là chúng ta sẽ còn lại duy nhất là F phẩy cộng với cả cái thằng T. À, cái này là T2 nhá. T2 này. Cái này là T2 nhá. T2. Được chưa các bạn? T2. Đó, thì đến đây chúng ta sẽ còn lại hai lực là F phẩy cộng với cả cái thằng T1 cộng với cả thằng T1. Được chưa? Bằng vector 0, bằng vector 0. Thì đây các bạn sẽ suy ra được hai điều là thứ nhất thằng F phẩy của chúng ta sẽ cùng phương nhưng ngược chiều so với thằng T1. Cái thứ hai là độ lớn của hai thằng này nó sẽ bằng nhau. Đó, đây là sự cách một, được chưa? Thì rõ ràng hai cái này tổng hợp theo nguyên tắc của hình bình hành. Đó, đấy gọi nguyên tắc của hình bình hành. Thì bạn lưu ý nhé, khi bạn tổng hợp ra thì đến đây bạn nối vào thì nó phải là một đường thẳng như này này. Bạn lưu ý bạn nhé, nó nối vào nó phải là một cái đường thẳng như thế này. Đấy, bạn chú ý vào, được chưa? Đó. Thằng F ở đây này, bạn nhớ vào nhá, lưu ý vào, được chưa? Đây chỉ là thằng F phẩy. Đúng chưa các bạn, F phẩy. Đó, bạn lưu ý vào nhá, bạn lưu ý vào, được chưa? Nào, vậy đây chúng ta sẽ xử nó như thế nào đây nhỉ? Nào, đây chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào đây? Các bạn ơi, đề bài cho các bạn rất rõ này, cái góc này bạn nhớ này. Đây, đề bài cho các bạn một cái góc rất đẹp luôn, là các bạn phải biết sử dụng nó như thế nào. Bạn nhìn này, các bạn tập trung nhá, bạn tập trung này. Bạn tập trung này, cả góc này là 120 độ, đúng không các bạn ơi? Bạn nhìn này, cả cái góc này là 120 độ. Cả góc này là 120 độ, đúng chưa? Mà bây giờ bạn kéo thằng này lên, đúng chưa? Thì rõ ràng góc này của chúng ta là góc vuông này, góc vuông này. Đúng chưa? Cả góc này là 120 độ, góc này của chúng ta là góc vuông. Thì rõ ràng cái góc nhỏ nhỏ này bạn có tìm ra bao nhiêu không? Cái góc nhỏ nhỏ này của chúng ta là bao nhiêu các bạn ơi? Nào, bật mạnh mẽ lên, cái góc nhỏ nhỏ này của chúng ta sẽ là 30 độ, là 30 độ. Góc nhỏ nhỏ này của chúng ta sẽ là 30 độ. Đúng chưa? Là 30 độ. Thì các bạn nhìn này, góc này với góc này đang ở vị trí đối đỉnh. Góc này với góc này đang ở vị trí đối đỉnh, đúng không? Thì góc ở dưới này của chúng ta cũng sẽ là góc 30 độ, góc 30 độ. Ok không? Thì bây giờ các bạn đã hoàn thành xong cái góc rồi. Đấy là bạn làm bài toán nó cũng rất đơn giản thôi, bạn nhìn này. Tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Nào, bây giờ các bạn tập trung một tí xíu này. Bây giờ chúng ta đi tìm hai cái lực căng dây, đúng không các bạn? Bạn nhìn này, bạn nhìn nhá. Chúng ta sẽ xét tam giác này. Chúng ta xét tam giác này. Đúng chưa? Thì bạn nhìn này, đây nó là T2, đúng không? Cạnh này T2 rõ ràng cạnh này với cạnh này là bằng nhau. Nào, các bạn bật mạnh mẽ lên này, các bạn ơi. Chúng ta biết cạnh này là độ lớn của trọng lực đang là bằng 30 Newton, góc này là 30 độ. Vậy chúng ta dùng hàm gì để chúng ta ra cạnh này các bạn ơi? Nào, chúng ta dùng hàm gì để chúng ta cạnh này? Các bạn ơi, chúng ta biết cạnh này là 30 Newton, chúng ta biết góc này là 30 độ. Chúng ta làm thế nào để chúng ta tìm được cạnh này? Sử dụng hàm gì? Bật mạnh mẽ lên. Nào, sử dụng hàm gì? Tan, sin hay cốt các bạn ơi? Nào, sử dụng hàm tan, hàm sin hay hàm cốt? Trong trường này chúng ta sẽ phải sử dụng hàm gì đây? Hàm tan. Được chưa? Ta có, bạn nhìn, tan 30 độ. Được chưa? Tan 30 độ. Bằng đối của chúng ta là T2 chia cho kề là trọng lực P. Được chưa các bạn? Đó. Thì đến đây các bạn hãy tìm ra nốt thằng T2. T2. T2 bằng P có rồi là 30. Bạn nhân tan 30. Tan 30. Thì đây bạn cầm máy tính lên. Bạn xử lý nhanh như thằng T2 luôn. Được chưa? Bạn xử lý luôn thằng T2. Đó. Nào, T2 bạn tìm ra bao nhiêu nào? Bạn lấy 30 nhân với cả tan 30. Tan 30 là căn 3 trên 2, đúng không nhỉ? Nào, thằng T2 ra bao nhiêu nhỉ? Ở đây bạn ra nó sẽ là 10 căn 3, đúng không? 10 căn 3. Đó, 10 căn 3 Newton. 10 căn 3 Newton. Lực căng dây thứ nhất bạn đã hoàn thành ra là 10 căn 3 Newton. Đúng chưa? 10 căn 3 Newton. Nào, tiếp tục này. Tiếp tục nhá. Các bạn tập trung tí xíu này. Bây giờ bạn nhìn tập trung này.
Bây giờ bạn biết cạnh này là 30 Newton, bạn biết góc này là 30, bây giờ bạn làm thế nào để bạn tìm cạnh này, hàm gì? Nào, hàm gì các bạn ơi, hàm gì nào? Bạn biết cạnh này là 30 Newton, góc này là 30, làm thế nào để bạn tìm cái cạnh này? Nào, làm thế nào để bạn tìm cái cạnh này? Hàm tan, hàm sin hay hàm cốt các bạn ơi, bật mạnh mẽ lên nào, hàm gì nhỉ? Hàm gì các bạn ơi? Hàm cốt, đến đây chúng ta phải sử dụng là hàm cốt, được chưa? Bạn nhìn, cốt 30 bằng kề là P chia cho huyền là F phẩy, F phẩy, đúng chưa? Thì đến đây các bạn đã suy ra được F phẩy, mà F phẩy đây chính là bằng thằng T1, lực căng dây T1, ok chưa? Đó, thì bằng P là 30, các bạn chia cho cốt 30, cốt 30. Và bạn có ngay cái lực căng dây T1, bạn có ngay cái lực căng dây T1, được chưa? Và đây bạn tìm ra cái lực căng dây T1 thì sẽ là bằng 20 căn 3, 20 căn 3 Newton. 20 căn 3 Newton. Đó là nguyên tắc tổng hợp lực. Cách 1. Đó, bạn hiểu rồi nhá, cách 1 của chúng ta. Được chưa? Đấy, các bạn nên nhớ là chúng ta có hai cách, được chưa? Chúng ta đang có hai cách. Cách 1 là chúng ta làm theo phương pháp tổng hợp lực, tổng lực. Đó, cách 1. Được chưa? Và trước cẩn thận vào. Nào, cách 2 luôn nhá. Chúng ta sẽ chữa cách 2 luôn này. Cách 2 luôn này. Các bạn có thể lựa chọn cho mình cách nào đó, được chưa? Đó, lưu ý vào nào, cách 2. Cách 2 của chúng ta. Cách 2 của chúng ta. Cách 2 là chúng ta sử dụng phương pháp là chiếu chiếu. Được chưa? Chiếu lên hai trục, hai trục OX và OY, chiếu lên hai trục OX và OY. Được chưa bạn? Chiếu lên hai trục OX và OY. Nào, chúng ta sẽ đẩy lại hình nhanh tí xíu này. Nào, các bạn, chúng ta chỉ cách hai nhé, các bạn cách hai này. Cách hai là chúng ta đã sử dụng cái phương pháp chiếu đúng không? Phương pháp chiếu. Cách hai là chúng ta đã sử dụng phương pháp chiếu. À, trọng lực P chúng ta đây. Được chưa? Lực căng dây T2 đây. Lực căng dây T1 đây. Chưa? Nào, bạn có lưu ý là để có thể sử dụng được phương pháp chiếu như thế này thì đầu tiên bạn phải dựng cái trục OXY đã, được chưa? Nào, chúng ta sẽ nhớ là trong bài toán này chúng ta đang có hai lực vuông góc với nhau là lực căng dây T2 và trọng lực P. Vậy chúng ta sẽ dựng trục OXY theo phương của trọng lực P và theo phương của lực căng dây T2, được chưa bạn? Nào, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành dựng trục. Được chưa? Rồi, đây là OY của chúng ta, còn đây là OX của chúng ta. Được chưa? Đây chính là OX của chúng ta.
Nào, nguyên tắc của chúng ta làm góc chiếu gì? Để điều kiện để cân bằng, tức là chúng ta chiếu lên các trục OX và OY thì hợp lực phải bằng 0, đúng chưa bạn? Vậy chúng ta sẽ tiến hành lần lượt chiếu này. Đầu tiên là chúng ta sẽ chiếu lên OX, chiếu lên OX. Chiếu lên OX. Thì bạn nhớ nhá, cái hợp lực của chúng ta bây giờ nó vẫn là gồm có 3 lực, được chưa? Lực trọng lực P, lực căng dây T1, lực căng dây T2, T2. Được chưa các bạn? Nào các bạn ơi, bây giờ chúng ta bắt đầu chiếu này. Hợp lực chiếu lên nó bằng 0. Nào bây giờ bật mạnh mẽ lên trọng lực P. Trọng lực P chúng ta chiếu lên bằng bao nhiêu? Nào bạn nhìn này, trọng lực P của chúng ta, đây là trọng lực P, nó đang vuông góc với OX. Vậy trường hợp trọng lực P chiếu lên thì nó sẽ phải bằng 0, bằng 0. Được chưa? Bằng 0. Tiếp tục, lực căng dây T1 làm thế nào để chúng ta chiếu chiếu là từ đầu mũi tên hạ vuông góc xuống, hạ vuông góc xuống. Được chưa? Hạ vuông góc xuống. Thì đây nó chính là cái thằng T1 khi chúng ta chiếu lên, thằng T1 khi chúng ta chiếu lên. Đó, được ký hiệu là T1x, được chưa? Cho nên ký hiệu là T1x. T1x. Thì các bạn nhìn thấy rất rõ là nhìn này. Khi bạn chiếu thằng T lực khi bạn chiếu thằng T1 lên thì rõ ràng là cái thằng T1x này nó đang ngược so với chiều dương, đúng không? Nó đang ngược so với chiều dương. Thì ở đây khi bạn chiếu lên thì nó phải là trừ T1x. Vì nó ngược so với chiều dương chúng ta phải lấy là trừ T1x. Trừ T1x. Được chưa bạn? Còn T2 bạn chiếu lên thì nó như thế nào các bạn ơi? Các bạn ơi, T2 bạn chiếu lên nó như nào? Nhìn này, bạn nhìn nhá. Rõ ràng là T2 của chúng ta, T2 của chúng ta, đúng chưa? Nó đang cùng chiều OX, đang cùng chiều X thì bạn chiếu lên nó là dương T2 luôn, tức là cộng với cả T2. Cộng với cả T2, đúng chưa? Vậy đến đây các bạn đã suy ra một điều như sau, bạn có ngay T2 sẽ là bằng thằng T1X, T1X bằng T1X. Được chưa các bạn? Thì các bạn nhìn tập trung này, cả cái góc này là 120 độ. Cả góc này là 120 độ thì rõ ràng cái góc bên này của chúng ta sẽ là góc 60 độ đúng không? Cả góc này để bà cho là 120 thì cái này của chúng ta sẽ là 60 độ. 60 độ. Chưa bạn? Vậy bây giờ T1x tính như nào các bạn ơi? Hàm gì nào? Bật lên. Hàm gì nào bạn ơi? Nào chúng ta tính T1x kiểu gì? Nào chúng ta có cạnh này, chúng ta biểu diễn T1x theo T1 này, cạnh này, được chưa? Góc này với cạnh này chúng ta dùng hàm gì các bạn ơi? Dùng hàm gì nào? Hàm gì đây? Hàm cốt, bạn nhớ nhá, chúng ta dùng hàm cốt. Vậy trong tình huống này T1x của chúng ta sẽ bằng T1 các bạn nhân với cả cốt 60, cốt 60. Được chưa? T1 nhân cốt 60. Đó là thao tác chúng ta chiếu lên OX. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm một thao tác là chiếu lên OY, chiếu lên OY. Chiếu lên OY. Bạn làm rất nhanh thôi, chiếu OY. Thì nhớ khi bạn chiếu lên thì tổng hợp lực sẽ bằng 0, được chưa? Còn bây giờ bạn nhìn này, cái trọng lực P của chúng ta khi chiếu lên OI nó bằng bao nhiêu các bạn ơi? Nào bạn nhìn này, OI trọng lực P của chúng ta, trọng lực P của chúng ta đang có phương của OI, đang có phương của OI, nhưng cái chiều dương của trục thì hướng lên. Chiều dương của trục OI thì hướng lên, còn trọng lực P của chúng ta thì hướng xuống. Vậy trong trường hợp này thì khi chúng ta chiếu lên thì nó phải ra là trừ P. Nó có phương trọng lực P, có phương của trục OI nhưng nó ngược chiều OI nên nó phải là trừ P. Tiếp tục. Cộng tiếp thằng T2 là T1 đây, T1 này tiếp tục T1 nhá. Chiếu là hạ vuông góc. Đó, từ đây nó hạ vuông góc xuống, hạ góc xuống. Được chưa? Thì đây các bạn có ngay thằng T1i, T1i. Bạn có ngay là T1i. Thì các bạn nhìn rất rõ này, khi bạn chiếu lên thì bạn thấy là T1i, thằng T1i được chưa? Nó đang cùng chiều dương OI thì bạn chiếu lên nó là dương, cùng chiều dương là dương, ngược chiều dương là âm, thế thôi. Vậy đây bạn cộng với cả T1i. Bạn cộng với cả T1i. Được chưa? Còn cái thằng T2 thì sao các bạn nhìn này? Bạn nhìn thằng T2 ở đây nó đang vuông góc với OI mà vuông góc với OI thì chiếu lên nó bằng 0 luôn, bằng 0 luôn. Được chưa? Bằng 0 luôn. Đó, vậy từ đó các bạn hãy suy ra một điều như sau. Bạn suy ra là T1i, được chưa? Sẽ bằng thành phần trọng lực P, bằng trọng lực P. Mà bây giờ T1i bạn tính như thế nào? Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, cái góc này của bạn nó là 60 độ thì góc bên này của các bạn nó sẽ là 30 độ, đúng không? Đây chỉ về mặt toán học thôi thì góc này của chúng ta là góc 30 độ. 30 độ. Được chưa? Góc này của chúng ta sẽ là góc 30 độ. Vậy bạn nhìn này. Bây giờ bạn cần đi tính cạnh này, bạn nhớ này, đây là T1i này. Thằng T1 của chúng ta nằm đây này. Thằng T1 chúng ta nằm đây này. Và chúng ta có cái góc này là góc 30 độ này.
Vậy chúng ta vẫn là dùng hàm cốt đúng không? Vẫn là dùng hàm cốt. Vậy T1i thì sẽ bằng T1. Các bạn nhân với cả cốt 30. Cốt 30. Đúng chưa? Cốt 30. Đấy, thì đến đây bạn tìm được T1 không? Quá tìm được T1 luôn. T1 thì bằng P. P là 30 chia cho cốt 30. Hoàn toàn giống nhau hết. Và bạn vẫn là bằng 20 căn 3 Newton. Thì sau khi có T1 rồi, bạn thay ngược lên trên. Bạn có này. Bạn thay ngược lên trên. Thì bạn có ngay là 20 căn 3 bạn nhân cốt 60 nhân cốt 60. Đúng chưa? Thì rõ ràng bạn tìm ra vẫn là 10 căn 3 Newton, 10 căn 3 Newton. Hai kết quả hoàn toàn như nhau. Đó, các bạn lưu ý vào. Được chưa?